rau đục thân, bỏ trĩ hoành hành luôn là nỗi trăn trở của quý bà con nông dân. Nguy cơ mùa vụ bị giảm sút năng suất vì không tìm được giải pháp diệt trừ tận gốc. Đừng lo, vì đã có Acudan, tinh hoa hội tụ nhà nông sức yêu của Nam Phương. Thành phần chính là hoạt chất carbon sulfan, là một hoạt chất mới dạng sữa có hàm lượng đậm đặc. Acudan đặc trị và diệt tận gốc sâu đục thân, bỏ trĩ gây hại, chúng sẽ không có cơ hội sinh sôi hay duy trì nòi giống trên ruộng nhà bạn. Có Acudan, hết sâu, không lo nóng lúa. Cách sử dụng như thế nào? Cùng khám phá xem nhé. Liều lượng và thời điểm thích hợp để sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm Acudan. Liều dùng tối ưu: pha 50ml cho một bình 25 lít nước, hoặc nếu sử dụng máy bay phun xịt, pha một chai 450ml cho một máy bay. Thời điểm sử dụng: phun khi sâu tuổi 1, tuổi 2, phun khi quan sát thấy bướm rậu sau 3 đến 5 ngày. Lưu ý, để đảm bảo lượng nước, phun 2 bình cho 1.000m2. Với 450ml thuốc trừ sâu Acudan hiệu quả ngay từ lần phun đầu tiên. Từ khi ra mắt, xưởng sản xuất luôn trong tình trạng cháy hàng, đội ngũ của Nam Phương phân phối không xuể. Thế là đủ hiểu sự đột phá của Acudan. Acudan quá tuyệt vời, không sợ cháu, không sợ bố chỉ. Acudan đỉnh không? Mấy điểm? Acudan mấy điểm? Mấy điểm? Acudan có nên mua không? Nên mua. Siêu đột phá, siêu hiệu quả, chỉ có Acudan của Nam Phương, xứng đáng là siêu phẩm đặc trị tận gốc, sâu đục thân, bỏ trĩ. Liên hệ ngay hotline 0868 188 119 để được Nam Phương tư vấn sản phẩm và giao hàng miễn phí đến tận tay bà con. Nam Phương dẫn đầu thị trường với phong cách khác biệt, đây mới là nông nghiệp.